Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 2024, và còn 5-6 ngày nữa thì chúng ta sẽ tới ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ. Trong cái video này đó thì tôi sẽ so sánh cái những cái poll của năm 2020 vào những ngày mà cận cái ngày bầu cử nha, với lại những cái poll của năm 2024, để chúng ta xem có những cái poll nào vào năm 2020 đó đoán là chính xác nhất. Cho cái cuộc bầu cử tổng thống mà năm 2020 đó thì cái kết quả cuối cùng là cái số điểm phiếu và số điểm của cái số phiếu phổ thông đó cho ông Biden là 51.3% và ông Trump là 46.9%. Thì cái difference hay là cái sự cái số chênh lệch đó nó là 4.4%. Thì bây giờ đó thì chúng ta sẽ xem lại coi những cái poll nào mà trong những ngày mà cận cái ngày bầu cử tổng thống năm 2020 đó mà đoán với một cái con số mà nó gần nhất với lại cái con số 4.4 này nhá. Thì dĩ nhiên là như chúng ta biết là cái ngày mà poll này á, hay là ngày mà thăm dò ý kiến thì là chúng ta chỉ đoán thôi, và thường thường đó người ta sẽ đoán với một cái mức độ tin tưởng hay là cái mức độ tiếng Anh gọi là confidence level đó là 95%. Thì những ai mà có học những cái môn toán mà căn bản về bên probability với lại statistics đó, thì sẽ hiểu cái từ confidence interval của 95% nha. Thì đây là cái môn đó, chứ không phải mà người ta đoán đại đoán đoán mò mà người ta đoán coi trúng là trúng là trúng là thôi, người ta đoán có cơ sở và có dùng những cái toán học đồ đàng hoàng nhau. Thì như chúng ta biết đó, thường thường người ta chỉ dùng cái mức độ tin tưởng là 95%. Thì nhiều người hỏi là tại sao không dùng cái mức độ tin tưởng là 99%. Cái mức độ tin tưởng mà nó càng cao đó thì chúng ta cần phải cái số người tham gia nó càng cao lên, mà cái số người mà tham gia càng cao đó thì cái nó sẽ mắc tiền hơn. Ví dụ như ở Mỹ đó, trung bình mà những cái ekip mà vận động tranh cử đó hay là cái campaign team rồi đó, khi mà họ mướn những cái công ty mà thăm dò ý kiến đó mà để mở những cái cuộc thăm dò ý kiến cho họ đó, thì thông thường đó cái thông cuộc thăm dò ý kiến trung bình nha, đây là con số trung bình thôi, mà có 1.000 người tham gia đó thì cái giá nó sẽ khoảng là 100.000 đô. Còn thí dụ như nếu mà chúng ta muốn mà cái mức độ tin tưởng mà nó lên tới 99% đó thì chúng ta phải tăng cái con số người tham gia nó lên tới mấy ngàn lận, mà tăng lên nữa đó thì nó sẽ càng mắc hơn nữa đó. Cho nên thường thường người ta chỉ dùng những cái cuộc thăm dò ý kiến với cái mức độ tin tưởng là ở 95%. Và bây giờ đó thì chúng ta sẽ xem cái kết quả mà của những cái cuộc thăm dò vào những ngày cận cái ngày bầu cử năm 2020. Ngày bầu cử của năm 2020 là ngày 3 tháng 11 2020. Thì đấy là những cái cuộc thăm dò ý kiến từ bên Real Clear Politics vào năm 2020 nha, vào những ngày mà cận kề kề cái ngày bầu cử tổng thống đó. Thì chúng ta thấy đó là đây là những cái poll mà cuối cùng cho năm 2020. Thì cái cuối cùng đó thì ở bên Real Clear Politics đó, thì nói là ông Biden sẽ hơn ông Trump 4.5 điểm. Thì như hồi nãy mà tôi đã nói ở trên đó, thì tới ngày cái kết quả của thì theo cái số mà kết quả của năm cái cuộc bầu cử năm 2020 đó thì ông Biden hơn ông Trump 4.4%. Thì chúng ta thấy là cái kết quả của bên Real Clear Politics đó, nó rất 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 là chính xác. Ở đây thì bên Real Clear Politics đó, đoán vào năm 2020 đó là ông Biden sẽ hơn ông Trump trung bình là 4.5 điểm. Nhưng cái điểm mà nhân cuối cùng thì chúng ta thấy là ông Biden hơn ông Trump 4.4 điểm. Thì chúng ta thấy ở đây đó nó có rất là nhiều poll. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn cái poll nào đó mà nó đoán mà chính xác nhất và gần nhất với lại cái con số 4.4 điểm này.
Thì chúng ta thấy ở đây đó, thì cái Poll Tip này đó, nó là đoán là 4 điểm, thì nó rất là gần với lại cái con số 4.4. Còn cái tích nữa mà gần nhất đó là ở đây thì chúng ta thấy là cái Poll Emotion này đó, thì họ đoán là 5 điểm. Ở đây là bốn ông đoán là ông Biden sẽ hơn ông Trump 5 điểm, nhưng cái con số thật nó là 4.4 điểm. Và bây giờ đó thì chúng ta sẽ xem cái kết quả của những cuộc bầu cử mới nhất hiện nay. Thì hiện nay đó, sáng hôm nay đó, cho cái cuộc bầu cử năm 2024 đó, đây là những cái poll cuối cùng, tại vì được chúng ta còn chỉ có 5-6 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Thì thường thường thì những cái công ty mà thăm dò ý kiến đó, thì là đây là những cái poll cuối cùng, họ không có làm thăm dò ý kiến nữa. Thì hiện sáng hôm nay đó, thì theo bên Real Clear Politics đó, thì cái số phiếu phổ thông đó, thì ông Biden, ông Trump sẽ hơn bà Kamala Harris là 0.4 điểm. Thì chúng ta sẽ chú ý vào cái poll của Emerson nha. Thì một lần nữa đó, vào năm 2020 thì chúng ta thấy là Emerson là một trong những cái poll mà đoán rất là chính xác nhất. Thì sáng hôm nay đó, thì theo cái poll của Emerson đó, thì họ đoán là số điểm của bà ông Trump sẽ là 49 điểm và số điểm của bà Harris sẽ là 49 điểm. Còn cái số mà trung bình đó, trung bình có nghĩa là cộng lại hết những cái con số này nè. Xong rồi chúng ta chia nó ra, thì chúng ta lấy cái con số trung bình thì nó sẽ là 48.4 cho ông Trump và 48 điểm cho bà Harris. Thì đó là cái so sánh của những cái con số mà của những cái poll từ năm 2020 và năm 2024. Thì như có một vài người đã viết trong cái phần comment đó, thì dĩ nhiên là cái con số có biết ai thắng ai thua thì chúng ta phải đợi vào ngày 5 tháng 11 thì chúng ta mới biết chắc chắn 100% ai sẽ thắng ai sẽ thua nha. Nhưng mà bây giờ đó thì cái poll mà của Emerson này đó thì nó đoán rất là đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem những cái kết quả mới nhất từ cái poll của từ cái Emerson poll. Thì theo cái kết quả mới nhất đó từ cái Emerson College đó, thì vào ngày của ngày mà đây là cái poll của ngày 26 tháng 10 nha. Thì số điểm mà cho cái số phiếu phổ thông đó, tức là toàn quốc đó, là ông Trump 49 điểm, bà Harris 49 điểm. Thì đây là những cái poll mà của Emerson College mà họ thực hiện trong những cái tháng qua. Thí dụ như vào tháng 8 đó, thì cái poll của họ đó là bà Harris 50 điểm, ông Trump 46 điểm. Vào tháng 9 đó thì bà Harris 49 điểm, ông Trump 47 điểm. Vào tháng 10 đó, ngày 3 tháng 10 thì ông bà Harris 50 điểm, ông Trump 48 điểm. Vào ngày 16 tháng 10 đó thì bà Harris 49 điểm, ông Trump 48 điểm. Còn vào ngày hôm cách đây vài ngày đó, vào ngày 24 tháng 10 đó thì ông Trump bà Harris 49 điểm, ông Trump 49 điểm. Và trong cái cuộc thăm dò ý kiến này đó thì họ cũng đưa ra cái con số của cử tri independent, tức là cử tri trung lập nha. Cử tri trung lập hay có người gọi là cử tri độc lập, tại vì cái chữ independent này đó nó khó dịch qua cái tiếng Việt, là tại vì cái chữ independent này qua cái tiếng Việt của chúng ta thì nó có thể dịch là trung lập, độc lập, tự lập, cho nên nó khó cái chỗ đó. Thì theo cái cử tri independent đó thì ông Trump được 49 điểm, còn Kamala Harris là 46 điểm. Thì để mà so sánh vào năm 2020 đó, vào cái cuộc bầu cử năm 2020 đó, thì cái cử tri independent hay là cử tri trung lập đó họ bỏ phiếu cho ai? Thì năm 2020 đó thì cử tri trung lập đó họ bỏ phiếu cho ông Biden. Cái số điểm của ông Biden đó hơn ông Trump hơn là 10 điểm vào cái cuộc bầu cử năm 2020 nha.
Và họ cũng đưa cái theo cái cuộc thăm dò ý kiến của Emerson đó thì cũng họ cũng đưa ra những cái vấn đề mà cử tri ở Mỹ quan tâm nhiều nhất hiện nay thì là kinh tế là 45% là quan tâm nhiều nhất, vấn đề di trú di dân á, là 14%, vấn đề mà đe dọa đến nền dân chủ á, thì là 14%, vấn đề phá thai là 7%, vấn đề y tế là 6%. Còn ở bảy cái tiểu bang chiến lược đó, thì một lần nữa cho những ai mà chưa biết về cái bảy cái tiểu bang chiến lược hay là bảy cái battleground states đó, thì đó là bảy cái tiểu bang Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Thì đây là bảy cái tiểu bang mà sẽ quyết định cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay, cho nên người ta mới gọi là bảy cái tiểu bang chiến địa nha, bảy cái tiểu bang chiến địa. Thì đây là cái tiểu bang Arizona, thì đây là kết quả của Emerson từ tháng 8, tháng 9 và tới tháng 10. Và hiện nay thì theo Emerson đó, theo cái Emerson thăm dò ý kiến của bang Emerson thì ông Trump 49 điểm, bà Harris 47 điểm. Còn tiểu bang Georgia đó, thì ông Trump đó, thì hồi tháng 8 thì bà Harris 49 điểm, ông Trump 48 điểm. Tháng 9, ông Trump 50 điểm, bà Harris 47 điểm. Và hiện nay đó thì ông Trump 49 điểm, bà Harris 48 điểm. Còn ở tiểu bang Michigan đó, thì hồi tháng 8 thì là bà Harris 50 điểm, ông Trump 47 điểm, bà Harris tháng 9 49 điểm, ông Trump 47 điểm. Và hiện nay thì ông bà Harris 49 điểm, ông Trump 49 điểm. Ở tiểu bang Pennsylvania đó, thì theo cái thăm dò ý kiến của Emerson đó, thì hồi tháng 8 thì bà Harris 48 điểm, ông Trump 48 điểm. Vào tháng 9 đó, thì ông Trump 48 điểm, bà Harris 47 điểm. Và hiện nay đó thì ông Trump 49 điểm, bà Harris 48 điểm. Ở tiểu bang Wisconsin đó, thì hồi tháng 8 đó thì bà Harris ông Trump 49 điểm và Harris 48 điểm. Còn ở tháng 9 đó thì ông Trump 49 điểm, bà Harris 48 điểm. Còn hiện nay đó thì bà Harris 49 điểm và ông Trump 49 điểm. Và ở tiểu bang Nevada đó, thì hồi tháng 8 thì bà Harris 49 điểm, ông Trump 48 điểm. Hồi tháng 9 đó thì bà Harris 48 điểm, ông Trump 48 điểm. Và hiện nay thì bà Harris 48 điểm và ông Trump 47 điểm. Và đây là cái tiểu bang North Carolina, thì hồi tháng 8 đó thì theo Emerson đó thì ông Trump 49 điểm, bà Harris 48 điểm. Mà tháng 9 đó thì bà Harris 49 điểm, ông Trump 48 điểm. Và hiện nay thì ông Trump 49 điểm và bà Harris 48 điểm. Thì vừa rồi đó thì là tôi chia sẻ cho những cái poll mà chúng ta vừa mới xem, cái sự so sánh giữa cái poll của năm 2020 và poll của năm nay. Thì dĩ nhiên là chúng ta có rất là nhiều cái poll, có nhiều cái poll thì nhiều người nói là nghiêng về bên đảng Cộng hòa, có nhiều poll thì nói là nghiêng về bên đảng Dân chủ. Thì chúng ta chỉ có thể nhìn những cái con số mà của năm 20 và năm 24 và chúng ta sẽ so sánh nó thôi. Còn dĩ nhiên một lần nữa, ai thắng ai thua thì chúng ta sẽ đợi vào ngày thứ ba tuần sau. Giờ đến đây thì xin